Hôm nay mình sẽ quay cái clip về món đậu phụ sốt với cà chua nhé. Hôm nay mình sẽ sốt theo kiểu đậu phụ sốt nhỏ ấy. Và nguyên liệu là đây gồm có này đậu phụ này, khoảng 2 bìa này, 2 đến 3 quả cà chua, một ít hành tím này, hành lá và mùi này. Trước tiên mình sẽ ướp thịt trước đã. Đậu phụ sốt với thịt băm và cà chua ấy, thịt ở đây mình chỉ ướp với một chút muối này và một chút ngọt thôi. Còn hành tím thì mình sẽ phải phi thơm và một chút bột ngọt nhé. Hành tím thì mình phi thơm để mình xào với cà chua. Hành lá với rau mùi thì mình sẽ cho vào sau khi mà mình nấu chín nhé. Đậu thì mình thái thật nhỏ ra để mình sau đó mình sốt với cà chua và thịt. Rồi ướp thịt trước khoảng 15 phút đến 20 phút nhé. Mình làm những cái món này nó rất là đơn giản thôi. Các bạn thái cái miếng đậu nhỏ nhỏ thì rán nó vàng lên thì khi chúng ta sốt thì mình ăn nó ngon hơn ấy. Mình chuẩn bị luôn một cái chảo dầu để mình mang đi mình rán đậu. Rán đậu xong cho xào thịt với cà chua. Rồi sau đó mới cho cái đậu vào sốt. Các bạn làm theo kiểu đậu tứ xuyên ấy thì đậu phụ sốt như cà chua theo kiểu tứ xuyên ấy thì các bạn không cần phải rán đậu nhé. Còn đây mình sốt thông thường ấy. Rán đậu các bạn có thể rán miếng to như nhà mình hay ăn rán miếng nhỏ nha. Để vài miếng to bé như mình ăn miếng to. Hành tím các bạn băm thật nhỏ. Nhưng mà mẹ ơi, nước này cho nước này vào luôn đi. Cho nước này vào luôn đi. Với cà chua thì các bạn thái nhỏ nhé và thái hạt liệu. Thái hạt liệu thật nhỏ ra. Để đây. Để đây. Thái thật nhỏ ra nhé. Để sau mình xếp cho nó nhanh chín ấy. Xong rồi bây giờ mình mang đi rán đậu đã nhá. Mình dùng chảo chống dính ấy, nên rán đậu rất là nhanh thôi. Bếp chống dính này là khá tốt ấy. Cứ cho lửa khá một chút nhé để cho nó nhanh vàng. Khi mà rán vàng lên rồi nhé, mình sẽ chút ra rồi mình phi thơm hành tím để mình xào thịt và cà chua. Tiếp đến mình cho hành tím vào. Mang thay đổi cái vào. Còn mì vào. Phi thơm hành tím nhé. Rồi mình đảo thịt băm. Cho
vừa vừa để giảm cho cái thịt này nó long ra. Thịt nó long ra nó thơm rồi ấy. Cho cà chua. Bây giờ các bạn cho mình một chút muối cho cà chua lên nhanh mềm nhé. Phần nêm nếm làm sao cho nó vừa miệng. Bây giờ các bạn cho một chút nước nữa để cho nó mềm và nó tạo thành cái nước sốt nhé. Để cái khi các bạn dằn xuống mặt chảo để cho nó tạo thành cái nước sốt sền sệt cho mình. Bây giờ khi mà cái nước sốt nó cũng khá sền sệt rồi nhá, thì các bạn cho đậu vào, các bạn đảo một lúc cho đậu nó hòa quyện vào, và nhớ là đừng cho lửa to nhé, cho nó từng ngấm vào đậu đã. Khi các bạn đậu thái đậu nhỏ như này ấy, thì chúng ta ăn nó rất là ngấm và rất là ngon ấy. Các bạn thấy không, khi mà mình rim như này á, đậu với cà chua hòa quyện vào nhau ấy, và thịt nữa thì rất là ngon và hấp dẫn. Bây giờ chỉ cần lêm lếm thêm ít gia vị nữa thôi, và cho thêm hành vào. Các bạn bây giờ chỉ cần cho mình một chút xíu muối này, và một ít dầu ngọt nữa, một ít nước mắm và ít dầu ngọt nữa, xong rồi. Dầu ngọt nữa. Bây giờ mình cắt thêm thành lá. Ná và rau mùi tàu ấy. Có mùi gì các bạn không dùng mùi tàu thì dùng mùi thông thường ấy, ngò vị ấy. Còn đây gọi là ngò gai, miền Nam gọi là ngò gai. Đều lên là mình đã có một cái món đậu sốt thịt rất là ngon cho bữa cơm gia đình rồi đấy. Giờ cho ra đĩa và bày đĩa đi thưởng thức thôi các bạn, rất là đơn giản. Các bạn nhé, mình cho ra cái đĩa này, các bạn thấy nước sốt này rất là ngon. Nhìn thấy không ngon. Ở đây có vài miếng thịt ba chỉ thái nhá. Mình cho vào thêm. Nên lúc đấy mình không quay. Đây là vì nhà mình thích ăn cả thịt miếng ấy, nhưng mình cho vào, còn bình thường không có đâu. Các bạn nhìn thấy không? Hấp dẫn và ngon. Và đặc biệt là phù hợp với những bữa cơm của gia đình Việt. Và giờ mình sẽ dừng video về món đậu sốt tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món chả lá lốt nhé. Để làm món chả lá lốt này mình cần chuẩn bị này các bạn. Ở đây là thịt lợn mình chuẩn bị khoảng 300g, một củ hành tím to nha, một ít hành lá, lá lốt và gia vị. Gia vị gồm có muối, bột canh, muối hoặc là bột canh ấy, bột ngọt và một chút hạt tiêu nếu như các bạn ăn được tiêu. Còn nếu nhà có bé nhỏ thì các bạn cho một chút xíu thôi, hạt tiêu sợ nó cay ấy. Trước tiên là mình sẽ trộn nguyên liệu để cho nó ngấm đã. Các bạn trộn hành tím băm nhỏ với thịt băm. Và thịt băm các bạn xay nhuyễn nhé, băm thật nhuyễn nhé, thì nó sẽ dính vào nhau ấy, nó kết dính. Mà mua nhớ là mua được thịt lợn tươi thì càng tốt nhé. Và hành lá, hành lá các bạn cũng thái thật nhỏ thật nhuyễn nhé. Đây mình cho thêm một chút bùi và cho thêm cái lá nốt vào để mình băm lẫn cho nó nhiều lá.